Dạ mình xin chào quý cô chú anh chị nha. Chào cả nhà, chào cô chú anh chị. Hôm nay gia đình mình chị em cùng vào bếp. Nóng nóng quá chị này, năm nay hôm rồi thôi bữa nay mình đổi lại cái món nấu cháo đi. Cháo đây mình có lá dứa nhiều nè. Để mình nấu cháo trắng lá dứa. Cháu Khánh đi chợ mua được miếng bà gọi với mớ tép bạc non. Đó một hồi mình xào tép với bà gọi. Đây có bịch dưa mắm ăn kèm. Một chục hộp vịt muối đó, rồi mình ăn kèm với cháo chơi trắng lá dứa. Đây mới cải xà bấu, một hồi mình thái mỏng ra cái mình xào tỏi. Để thôi mình xin mời cả nhà cùng vào bếp với gia đình mình nha. Dạ ơi. Em vô gạo rồi. Anh đi hái lá dứa đi anh. Anh nhúng lửa cái anh đi hái. Dạ. Anh cắt cái này cho. Cái này khó lắm. Này rửa rồi mới cắt rồi mới rửa, cắt rồi mới rửa. Con cắt đi con. Con thái hả? Thái mỏng thiệt mỏng cái mình bóp với cục nó kỳ muối. Chị tán hai dưới chị nhúng lửa cho. Rồi dạ. Sao có dao cho con thiệt mỏng thiệt không? Bây giờ mỏng cỡ nào? Không, con cắt là được. Chị tán thấy cái cắt là chứ con... anh bốn cắt mỏng anh bốn không sợ con luôn. Mỏng mình thái muối thì bóp mỏng thái mỏng ra mình bóp cho nó tại nó chịu được. Mười á. Mỏng cỡ lưỡi lam được không nè? Đụng vô đứt tay. Mình lấy xong rồi mình nấu ra nhiều vậy đâm lên. Là mấy cái này ăn hết luôn hả? Thế nào? Bỏ đi con. Được giờ cái mình từ xa cái mình làm bộ mình đi vô cái mình chào cả nhà nhé. Nãy chú Tấm chào nhanh quá chào không lại. Giờ chào sao? Bữa nay mình nấu nồi cơm bự quá Tiến Tâm. Dạ, nấu cơm ha. Cháo mà. Biết rồi, nấu cháo. Tiến Tâm giờ rồi nấu cháo, Tiến Tâm bỏ miếng muối vô vô. Dạ. Cháo bỏ muối vô cho ăn với trứng. Chị muối vô chị. Cái gì nó mỏng với út mì là mỏng như lá lúa luôn á. Mỏng tầm này được chưa ạ? Hình dơi dơi. Thấy xiên camera chưa? Xiên rồi, xiên rồi. Chú Tám. Ok. Mình thấy mặt chú Tám luôn. Ok, ok. Vậy đó con. Thả muối vậy. Bỏ một cục gì bóp nữa. Thả lạc ngon lắm. Sấy. Bữa nay trời không có gió nên mình phải tạo gió nhân tạo ha. Bắt cái quạt ra như nè. Ui, nghe tiếng gì con vậy? Cái bầu của chú Tám này hôm nay con đã rước cái cây cái đoàn về. Bỏ luôn. Em xin mến chào tất cả cô chú chị và các bạn nha. Nay chương trình hôm nay có văn nghệ của chú chị và bạn đây. Là quá không có văn nghệ hả? Cháu cắn hát văn nghệ. Có hơi không? Ăn cháo không có hơi á. Cái này cái lại nghe cái món này là hôm qua chú Tám yêu cầu nha. Đúng rồi, với mình nấu lá dứa nữa được là lá dứa có vị thuốc luôn. Món này là qua chú Tám yêu con cứ sáng ăn là... lâu quá mình không có ăn mà giờ bữa nay mình ăn lại ngon lắm á. Nói lúc này chú Tám nấu được mình nổi mụn quá trời. Cháo chứ cũng mấy món luôn á nha, 4-5 món luôn à. Cả xào bấu xào tỏi nè, dưa mắm nè, tép bạc non, xào bà gọi nè, trứng vịt muối nè. Con chú Tám đi hái lá dứa nè. Rồi bây giờ để mình đi hái cái gọng lá dứa rồi cho chị Năm với bên đây kia của anh ta. Lá dứa mà gần bờ sông thì tốt lắm, tốt lắm, nước đầy đủ. Mấy lá già già thơm. Ngoài đó thì con luôn rồi chú Tám. Thơm quá. Đình lăng. Mình chăm đình lăng. Cái chim chú Tám đủ gùi á. Hút luôn á con. Vừa làm thuốc mà vừa đủ vui luôn. Thuốc con đó, tiện và lợi đủ thứ hết. Đây là
sắc thịt luôn. Bên kia sắc thịt rồi, có mỏng như lá lúa không? Không. Sắc lát còn xào với tép. Dạ. Mình sắc vừa ăn. Rồi, cái này biết rồi. À. Này thổi không bay. Thì cái dao này xịn quá ha. À. Cái dao này ở đây có mình có không? Ai có đâu con ơi. Dao dạ. Này bén lắm á. Bén lắm luôn á. Bén dữ luôn á. Ở đây anh đợi đi anh hai. Anh đợi đi em khỏi ghép nhạc vô. Khỏe chút. Đó, bởi vì thấy đúng cải sao bấu là thấy đúng là mỏng vậy đó. Đúng cải sao bấu luôn ha. Đúng cải sao bấu luôn. Ngon quá. Cải sao bấu, thái ra đúng cải sao bấu luôn. Như đó dưới đủ chưa mẹ? Đủ rồi, đúng lắm anh. Đủ rồi chị. Như đó xây ra thì nhiều. Mấy ông anh thì nói con sắc hơi dính mà phóng từng dính từng bà. 8 triệu giác mặt. Mỏng là dán dính luôn. Có văn lệ nữa. À, lâu quá không hát, bữa nay mình ăn cháo nữa. Để mình hát. Chưa ăn. Bây giờ mình hát trước đây. Đây lâu quá không có ca lại giờ mình trước là cô chú anh chị mình cũng yêu cầu nhiều rồi. Lâu quá bữa nay mình tái sức lại ha. Trước là mình tặng cho cô chú anh chị mình ha. Rồi chào gia đình mình nha. Em đi là chị Năm với em nha. Rồi là vừa nghe vừa làm công việc mà vừa nghe nhạc luôn nha. Bây giờ đoàn văn nghệ cái nhà lá vườn của mình. Rồi mình xin gửi tất cả trước cô chú anh chị mình nhập và gia đình mình nhập phẩm được mang tên Yêu Một Mình. Xin cả nhà cùng lắng nghe. Ủa sao có yêu của mình vậy? Hát hay không bằng đơn hay không hay đơn. Dĩ nhừ luôn á nha. Lâu quá bấm đàn lại phải biết. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, thường đặt lá cao, có dây leo kinh ngoài. Nhà em cuối con đường ngoài ô, chén thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tổ thì em cũng như hoa mới nở, vàng người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn chẳng tay hoài, xanh đèn ở chưa dứt nên lần lần chứng kiến. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cánh chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai để rồi câm nín hoài. Chiều nay pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây giáng qua đi lấy chồng. Đường quen bóng bay giờ buồn tên, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa biết sao mình không ngờ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Giang kia bây giờ đóng tiền rồi, có
còn gì đâu nữa, tôi đành hèn trông ơi. Dữ dằn dáng kia có còn gì đâu nữa, tôi đành hèn trông ơi. Bây giờ chị giúp đỡ rồi. Tặng em không? Em lột trứng luôn anh ơi. Có gì xe sót cả nhà bỏ qua cho mình nha. Ơi xin hết nha. Tại biết đó, đã giúp đùi hay quá. Con lặn lội từ bên kia luôn đó. Đừng lội từ bên kia hả? Tính hát à? Tính tặng cho chú Tám mà thôi, tặng cho phim tao. Con mày thấy quen quen em ơi. Mọc bên là đường nhóc luôn. Mà cái này là cái tấm lòng của con cháu nha em. Dạ. Giữ nha, đem về ép bỏ ngăn mát nha. Lòng kiến, lòng kiến. Người khô ép kiến. Lửa chứ đó rồi, lửa chứ đó rồi. Có cái văn nghệ cho nó ấm cúng cái máy chồi chanh của mình. Không ấm áp, không gầy, không áp chứ không gầy, vắng vắng lặng quá trời luôn. Làm công việc nó hơi hơi mệt. Hổm gầy 38-39 độ không chưa ấm, chưa đủ ấm. Không nóng còn người ta nóng 39 độ nóng nóng nực. Chưa đủ ấm. Mình mượn lời ca tiếng hát này mình lên mình sửa ấm lại. Chửi ấm lại căn chòi chanh của mình. Bây giờ thôi mình lên để mình coi có chuyện gì làm mình phụ để thôi, mới bảo không cho ăn luôn. Cái này nghĩ gì đây? Thì đúng rồi đó mẹ. Cái này rửa sao cái tắm bóp, bóp nước đó hả? Bóp lên bỏ đẹp đậu đi. Bỏ lên dưới giùm mình xay. Cứ vậy rồi dắt ra, rồi xong cái được mới bóp tiếp thôi chứ gì. Rồi bóp luôn rồi. Bóp hoài. Này là nào bóp á, con bóp hoài. Bóp mấy nước thôi lạ lạc rồi không luôn. Quá nó dằn. Nhấp nhấp cái mẹ. Dìm cái nắp này, nó bay cái nắp luôn. Nhấp á, nhấp bên này, nhấp bên này. Đúng rồi, nhấp nhấp. Đúng rồi. Nó nhấp không hả? Mình nhấp nhấp hai ba cái này cho nó động động đều đều á, xong bấm nút ngoài nó nhẹ nè. Thôi mình chở được đấy mẹ, nó chạy chứ không không có bị để vào dặn. Chắc được rồi đó mẹ ơi. Ồ, nhìn giống cái rau câu mà lá nó mối hết mẹ. Ồ, thảo ha. Cái chín này mình vớt ra. Có này vớt xuống, chợ bể họ cái gì mà xì vậy. Xì là học dịch thúi hả mẹ? Dịch muối. À, dịch muối mà dịch thúi. Mà dịch thúi hay giờ là thúi hết nguyên luôn. Ủa, cháo nè. À, cháo sôi. Giờ cháo nó cũng nóng rồi, mình cho miếng mỡ vô. Ít thôi, tại vì thịt có mỡ rồi. Cho miếng tỏi vô, cháo nóng rồi. Được rồi, phải cắt lại nha.
tỏi nó cũng thơm rồi. Mình cho thịt cho mình xào trước. Thì thịt xào lâu chín không kém ha. Đúng rồi con. Giờ thịt nó cũng căng rồi. Mình cho tép vô luôn. Chưa thấy nó biến màu hả? Chưa biến màu, chút nữa có màu con rồi. Tép nuôi nó vậy đó. Tép nuôi ha. Tép xong bỏ vô rồi lòm liền. Dạ. Rồi vậy bên đây nồi cháo mình nuôi nêm muối luôn. Mình nấu cháo trắng mình nêm muối rồi mình chứ không nêm gì hết. Bỏ nêm muối rồi. Cháo trắng này nêm muối rồi mà. Này gì nào mới bỏ nó dưới mẹ? Nó chín rồi đó con. Dạ. Chín cái mình ngắt, mình đổ nó dưới vô. Dạ dưới vô. Ừ. Đậu chứ sống quá đen lùi ha. Ừ. Nó nở một tí nó đi mình thấy. Vô miếng màu. Thì nó có màu cho đẹp. Thì nó không có màu mình phải cho màu vô ha. Cho màu và cho màu vô. Đây bột ngọt đường ai vậy ngon. Cho vô. Dạ. Yeah. Như mình ganh cho khô khô ha. Cho mình làm khô khô ăn con ơi. Mắm vậy không ta? Dạ. Đem cho miếng mắm đây chị. Quên. Quên nữa hả? Quên. Phải nấu mà có quên nữa. Quên nữa rồi. Nấu một quên không được rồi đó nha. Không được rồi. Mắm vô trộn cho đều. Dạ. Rồi đèn là cho chín tám để thấy đường thấy không? Ờ đúng rồi đó. Rồi con cũng hết thấy đường luôn ha. Rồi cho nó sang sang lại ha, rồi lát xuống. Cháo nó nhừ rồi mình cho lá dứa vô. Dưới nãy mình gây rồi giờ mình được lại nó còn sót cái gì không? Còn sót phải một tí. Mình trộn lên cái xanh lên nè. À, quá trời hấp dẫn luôn. Quá trời ơi. Ơ giống gì mẹ? Cái này nè. Giống bánh lọt á. Bánh lọt á. Giống gì mẹ, biết giống gì nè. Nhớ lại. Bánh lọt là dứa thơm quá chị ơi. Thơm nghe thêm ha. Thơm quá. Quỷ. Trời ơi nó thơm. Nó thơm cái mùi tép găm quá. Mình để cho đi nguyện chút xíu. Cái mình nhắc xuống. Cái này cũng cho khô nước cái là nhắc xuống luôn. Ừ. Bên nào cũng thơm nha ha. Thơm. Xây qua đây hả? À, xem bên đây ha, rồi xem xây ngược đây ha. Trời ơi, đậm luôn à. Lè luôn. Rồi, nhìn hấp dẫn quá. Rồi giờ mình nhắc xuống. Ừ. Quá ngon, tép mỡ luôn. Rồi tép mỡ luôn. Mình xào cái sắp ấu. Nè. Nóng mình cho tỏi vô luôn. Thơm quá. Mắt thơm. Mình cho tỏi xá bấu vô luôn. Mắt thơm, mắt thơm. Mình diếm này mặn mặn ngọt ngọt. Ăn cháo hết tỏi chưa? Lúc mì rửa cải xà bấu trắng tươi luôn ha. Trắng tươi luôn. Sạch bon luôn. Rửa đâu có chuột nước gì đó. Ờ rửa vậy hả? À. Này bóp. Nó lạc luôn. Bóp dắt, bóp dắt, bóp dắt. Bóp dắt, bóp dắt. Rồi, cải xà bấu còn chín mình nêm luôn. Bột ngọt đường ai vậy ngon. Rồi. Đơn giản hơn ta. Đơn giản. Thơm quá ha. Thơm. Cải trắng ngon lắm mà con. Cho nó chín rồi nhắc xuống con luôn. Ăn cháo. Ăn cháo luôn một con. Giờ cháo lá dứa mình cũng đã chín thôi, mình xin mời cô chú anh chị mình dùng cháo với mình nha. Bữa rồi con dùng cháo lá dứa với mình nha. Mời cả nhà dùng cháo lá dứa với mình nha. Mời cả nhà dùng cháo lá dứa với mình nha. Mời cả nhà ăn cháo lá dứa. Em mời cô chú chị và bạn dùng cháo cùng với gia đình nha. Con mời con mời cô chú cùng với con. Trời ơi. Như là nấm lâu quá ăn không à. Bán mời cả anh ăn cháo quá rồi con. Dạ. Cháo mình ăn cho nó vô. Con múc cháo lá dứa là ăn tốt lắm ạ. Tốt lắm. Mình cũng mời gia đình cũng dùng bữa luôn. Cháo này mát chứ lắm luôn cô chú chị và bạn. Nó thơm quá. Thơm lá dứa quá em. Thơm lá dứa quá. Rồi nhìn hấp dẫn quá ha. Mọi người đi. Nước con, để toàn này. Đây đi. Cải xà bấu xào tỏi.
ăn cái mùi giống lọc hết chúng ta. Nó dưới nhìn thơm. Ăn cái bấu thả lỗi. Tết ăn bà gọi. Anh mặn con, phải xe bấu nữa. Phải xe bấu vừa không ơi? Vừa. Rồi nghĩ ra. Chiên chiên muối này nó mặn dữ lắm. Mặn không? Vừa ăn thử mà. Vừa ăn à. Có con câu mình ăn cháo thì người ta cũng có thường có con câu là nói vậy nè Khánh à, giờ mình nói cho gia đình nghe như thế này không người ơi thường là thà rằng mắm muối cháo dừa tình thương gắn bó mà ở bên gia đình hay quá vậy đó thơ này thơ con nhái chuẩn bị mưa xuống có nhái chứ không phải thơ cóc rồi thơ nhái cháo nó dưới này dễ ăn anh năm dễ ăn lo cháo nói chung là dễ lắm lâu lắm mới ăn lại cháo nó dưới ăn mát mát dữ lắm dưới này tao còn nấu uống nữa kìa đúng rồi bữa nay chú Tám bữa nay chú Tám làm thơ giữ dằn thơ rồi lại dứa giữ dằn luôn thơ dứa ý nghĩa lắm mà chú mắm này là dưa mắm đu đủ nè, rồi dưa leo nè, rồi có dưa can. Leo, dưa mắm. Dạ anh một muối thì vừa ăn quá. Nên nay anh Khánh ăn đặc sản mà. Đặc sản đoạn nữa. Ờ. Đúng không? Nấu cao hơn chén nghe. Đây, anh múc ra. Múc cho năm đi. Ăn cháo đi mẹo ha. Cháo mà muốn ruột. Cháo vậy nước hay cha? Vậy nước. Hồi đó gạo ăn mua từ lít, hồi đó mua 1 lít hay như năm. Ừ. Đủ gạo mình nấu cơm đủ nấu cháo mà hồi đó không biết dụng bỏ nó dứa vô có dạ dứa vô thơm quá có mình chuyện gì đó đang xảy ra hả? Chắc giống mưa quá vậy giống quá vậy giống quá ha giống đi chưa mưa ăn rồi mưa cái cha cha nó sợ sợ nếu ăn đi con về ăn quá ngon nóng được quá à, ăn cháo không biết gì ăn giá giá về vừa ăn nữa thím vừa ăn luôn chị không đặt nấu làm vừa ăn luôn món này là của chú Tám mua ở cầu á bởi vì chú Tám cho con trái cây nhờ không ăn cháo ăn trái cây cũng được chú Tám nó cay cái không có gì cứu luôn vậy nguội rồi coi có khi có cái tô nào không chiếc qua cho nó cho mau nguội nè cái đó cái đó con đổi vậy là nguội rồi đó. Nguội rồi đó. Ăn đi con, đã mốt đi con, chút nữa con nguội nha. Thôi đừng tiếc rồi. Rồi chưa baby? Rồi đó, rồi đó, cái nguội nè. Ăn con. Cảm thấy mùi dưa mắm mà bằng đủ đủ nè. Thôi tôi gắp cho con nha. Nè, có thật đó chị. Thơm nó dưa quá. Có chương trình đã ngại nghe cha bà gọi tạo ngon ăn no quá chừng hát được à ngon quá đủ hơi ngon quá ăn no quá đủ hơi hát mới được hả để rồi hồi hồi no quá hát không nổi đủ ba của nổi ngon chị nha bà gọi béo tạo chúng ta chiến thứ ba nha được quá không được dưa nữa bữa nay con múc cho cha con là chú Tám múc chừng nào cha con hỏi hai người mổ tay chưa cha con ngưng rồi
mỗi tay vậy là đủ ba chén rồi, con chưa được cái chén thôi. Ngủ đó con. Quá ngon. Ôi ôi. Ngủ chưa con? Nó lóc nó táp. Cái nó táp bọc bọc luôn á. Sáng giờ táp chỗ tới 3 lần rồi đó. Quá no luôn, hai chén là no luôn. Ở dưới mới nóng vậy là ngon rồi nè. Mới hai chén thì no hả? Anh chén thứ ba chưa no. Em với mì nhanh lắm. Còn khi tắm đánh nhanh lúc lẹ mà. Còn đó. Nhanh dữ vậy. Nhanh. Cái trứng đi. Ngủ chưa con? Ăn thịt không? Cháo thì cũng vừa. Còn vịt muối. Một món, hai món, ba món. Muối thì người ta muối vừa ăn ghê. Muối vừa ăn luôn á. Cũng làm món chào các cô chú chị và bạn có gian hàng này á, tại vì lâu quá rồi vui nhà chút nữa để trên nhà của mình đồng cộng cộng á, với lại bằng nó lại dễ bị dính bản quyền á, mà thôi giờ mình chú ta nó vậy cha con chắc là chắc cũng khó bị dính bản quyền. Mình không biết mình dễ gì dính. Vì đoàn bị hay quá đó, nên thử ra là không có dính hai chân. Được cho dính trong cho qua luôn đó. Cho qua luôn, qua cố luôn. Mình cứ xách cái thùng 80 không mà sao dính được. Thùng 80, xách thùng 80. Không, mình còn xách được cái thùng là hay rồi. Sao quá, giờ là năm không can, giờ năm cháu là ca bắn gì nữa nè. Mình cái nhà hai vườn thì... Đây là thuộc... bao nhiêu thì hát bao nhiêu đi. Nhiều nhiều hát nhiều trai chúng ăn chặt là nhiều hết bản gì bà con này kia là chứ mình đâu phải là ca sĩ, nếu mình là ca lẻ ca sĩ mình đâu ngồi đây. Hồi đấy mở đầu chuyện nghệ mình hát bà nhạc phẩm được mọi tên đám cưới nghèo đi. Vì đó mình là nó cứ nghèo thì mình nhớ trực lại mình hồi xưa mình hát mà bây giờ hát lại. Để ra mày đó đó thôi. Ước mộng thấp nhiều những khi duyên nợ chợt đâu đưa đến. Ai có ngờ đâu mình đôi trắng tay, buồn ơi là buồn. Còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi trước sau thôi đành. Dừng đến đám cưới cho có lệ đón cô dâu, người đi ngoài phố vẫn không ai thèm nhìn, lễ mặt đơn sơ. Còn cô dâu mới tóc không cài qua, không có bao nhiêu đàn trai đàn gái điếm hơn hai chục người. Bạn đồng nhân đành dấu hết, không mời một ai. Chú ghệ thẹn thùng, tay ôm khai chầu mà lòng nghe chua xót. Trong lễ hợp hôn, nào ai biết đâu niềm đau trong đời. Còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi trước sau thôi đành. Dừng lên đám cưới cho có lệ mà thôi, trước sau thôi đành. Lên đám cưới cho có lệ mà thôi.
mũi lòng để cho gia đàn cho tám con. Đợi cho tiếng tám ca bạn đi. À, cho tiếng tám ca bạn lâu quá rồi ra ăn gì biết lâu quá không ca. Gia đại à. Chúng con chạy vô mà. Làm biết ăn thuộc không nữa. Gia đại chạy ta thôi. Thôi 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 ca khúc nào hay nấy anh ơi, anh cho bản phố đêm. Phố đêm rồi tặng cả nhà ha. Tặng tặng cả nhà. Con có bác luôn. Tặng con có bác luôn. Giống liệu. Em giống nít quá anh nằm chứ. Giống liệu. Tâm luôn nè, chơi bằng tâm mới giữ, không còn miếng to gì đó, tâm mà rồi, tâm mềm vậy. À, diễn nhiều luôn ha, nói vừa điện thoại là diễn nhiều. Giờ để tiếp nối chương trình văn nghệ của cháu Lá Dứa hôm nay. Đoàn cầu suối chúng tôi
xin gửi đến cô chú anh chị mình là nhạc phẩm được mang tên Mưa Nửa Đêm. Vậy là chưa hát bài dễ dữ rồi, Mưa Nửa Đêm luôn hả? Vậy bây giờ mình xin cả gia đình cho mình một tràng pháo tay để có tinh thần để chuẩn bị là mưa tới mình phải ca bằng này. Nhìn có nhạc áp ngoài đây kìa. Đêm chưa ngủ ngã ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng anh trên tường loáng. Anh gói tay tôi để ôm chìm chưa ngủ, gói tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải gì đời chưa tròn vòng tay, có phải gì tâm tư dấu kín chan thư còn đấy. Nhưng những khi mưa nửa đêm làm sao thuyền, chắc ngủ chưa đến tim. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bồi ngồi mưa lên phố nhỏ. Có một người vừa gà đi đêm nay, để bao nhiêu liên thương lại lòng tôi. Khi chót rời những hình ảnh của đêm vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mắt đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong nghìn đêm và đêm gần, những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong nghìn đêm và đêm gần, những giọt mưa cuối cùng. Hay quá ta. Bông luôn nha. Bông này là lấy cây ngũ chảo xong luôn. Ở đây chú Tám chạy xô hai bản. Hai bản chạy xô vậy ta tặng chú Tám ăn. Chút xíu vậy xong luôn. Rồi vậy xong luôn. Ngũ chảo nè. Lấy ngũ chảo á. Hai tay đờn của nhà mình thiện xạ. Chú Tám xin chân thành cảm tạ con nha. Cái cây này là mình có bị cái gì mà mình xong luôn nè. Cái ngũ chảo nè, hay lắm nè. Hồn quá. Em chia cho em nhánh. Tình cổng dữ luôn. Cái này xong thơm cho nó. Nhạc sĩ này dữ rồi. Giờ thâm luôn. Giờ đoàn văn nghệ của cầu suối mình đến đây xin đã hết. Vậy thôi cứ bữa cháo lá dứa mình cũng xong. Thôi mình xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye. Trời ơi nãy giờ mới nghe tiếng thôi. Xin lỗi bye cả nhà luôn nha.